Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Quỳnh Vlog. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm nay một cái thông tin khá là nóng liên quan đến câu chuyện của chị Ni Hồng Loan, và đặc biệt đó là tình hình sức khỏe của cu cao. Tình hình khá là căng thẳng rồi. Lần này đó thì nó liên đới đến gọi là yếu tố nước ngoài, là an ninh nha. An ninh chứ không còn là gọi là công an hay là cảnh sát nữa nha cô chú anh chị. Tại vì nó liên đới đến yếu tố nước ngoài rồi. Nếu như mà một hai lá đơn á thì chúng ta có thể hiểu được rằng là nó sẽ còn hơi lâu, nhưng mà lần này đó, trong một khoảng thời gian ngắn thôi, thì cu cao đã nhận phải gọi là 5-6 lá liên tục tại địa phương rồi. Thì lần này để coi rằng cu cao sẽ chạy marathon như thế nào. Bởi vì mình đã nhận được thông tin rồi, tụi nó đang tụ họp để tìm cách chạy marathon cho cu cao. Bởi vì nếu như không chạy thời điểm này đó thì cũng không còn kịp nữa. Và tất nhiên rồi, khi mà cu cao vô dòng nguy hiểm thì cu cao cũng sẽ khai sạch thôi. Vợ chồng anh hai là mới là người đang lo lắng vô cùng sốt sắng vụ việc này. Cu cao đang tập hợp 2-3 luật sư của mình để mà bàn kế hoạch đối phó. Thì một luật sư được biết rằng là đến từ Cần Thơ, cũng là người đã từng tham gia vụ án tại Càng Long, Trà Vinh. Còn người còn lại có lẽ rằng ai cũng biết rồi, luật sư ngủ quên á. Luật sư ngủ quên đó nha cả nhà, luật sư Kha Khư Khá gì đó. Thì ngay cái thời điểm hiện tại, Má Tư Quốc Thanh vừa mới báo tin dữ, sẽ có phim hay cho khán giả xem xã hội đời thường, phim hình sự săn bắt kẻ gian. Thì chúng ta có thể hiểu được rằng một cái án hình sự đang treo lơ lửng chờ đợi cu cao trong tuần tới thưa quý vị. Nếu như theo đúng đó thì sẽ là đầu tuần. Mình dự đoán là sẽ là đầu tuần, bởi vì ngày mai thứ bảy chủ nhật thì sẽ là đầu tuần thứ hai, và chậm nhất sẽ là trong vòng tuần sau là cuối tuần thôi, có khi là giữa tuần cũng không chừng thưa quý vị. Nếu như mà cu cao á chạy marathon thành công thì chúng ta sẽ không có kết quả thưa quý vị. Nhưng mà mình nghĩ rằng lần này đó marathon rất khó cho cu cao. Bởi vì sao? Bởi vì hàng loạt lá đơn, chứ không phải là đơn giản một hai lá đơn, và thậm chí có thêm yếu tố nước ngoài vào lần này. Và về phía vào cuộc đó là an ninh, chứ không phải là về phía cơ quan cảnh sát hay là công an gì nữa. Nhan cu cao lần này không có công an hay cảnh sát nữa, phải là an ninh với những cái yếu tố nước ngoài mà cu cao phải nhận lấy trong khoảng thời gian sắp tới. 3-3-1 treo lơ lửng, kèm theo đó là cái án 5 năm thử thách. Lần này thì có lẽ rằng là cu cao là gặn chục rồi đó. Tính sơ sơ là mình thấy gặn chục rồi đó ha. Thưa quý vị, một cái thông tin khá là nóng vào phía chị Ni cũng đã chia sẻ. Và điều đặc biệt đó chính là đồng phạm trong cái câu chuyện liên quan đến vụ Malaysia. Như mình đã thông tin, chị Ni thì đã về, nhưng còn con Nga. Vẫn còn con Nga ở bên phía Malaysia. Khi mà chị Ni đã gọi là trắng án, thì bản thân cái người đã từng tố cáo chị Ni, vu khống chị Ni, thì làm sao thoát được của chú chị. Nhưng mà thông tin thì mình được biết rằng sau khi trắng án thì Ni cũng đã có cái động thái rất là lương thiện. Đó chính là gọi là không chấp nhất với con nhỏ này. Và theo thông tin mình cập nhật ngày hôm nay, bên về phía tòa án Malaysia thì có cái nhân vật tên là Nga ở Việt Nam được hưởng án treo. Thì mình một số hình ảnh được cung cấp đó thì che mặt, không nhìn thấy mặt rõ. Nhưng mà đối tượng Nga Việt Nam này thì găng tung. Trên hình ảnh thì cô chú anh chị Ali găng tung, thì theo cái mình đã dịch ra ở trên Google đó, dịch ra bằng tiếng Malay đó cả nhà, thì đây là án treo. Là án treo nha cô chú anh chị. Thì chúng ta có thể hiểu được rằng là như thông tin mà Ni đã đưa đó, thì Ni cũng đã tha thứ, cho nên là con nhỏ này mới được hưởng như vậy. Và thêm một cái chi tiết nữa mà cu cao sẽ không có thể nào gọi là thoát tội, bởi vì mặc dù là cu cao xóa hết bằng chứng, phi tang chứng cứ, quăng xuống hồ rồi, kèm theo đó là xóa hết tin nhắn status trên nền tảng gọi là Facebook. Những cái điều đặc biệt đó, an ninh người ta phục hồi được. Trên Google người ta phục hồi được. Cái điều đó với cu cao mày khỏi xóa vậy. Thứ hai nữa là video clip mà cu cao đã tung lên ngay cái thời điểm mà chị Ni bị gọi là bị bắt đó, thì ở đâu mày có, ai đã cung cấp cho mày video này?
mày lấy thì nguồn dẫn ở đâu đó. Cho nên là cu cao lần này khó thoát lắm mày cu cao à. Nguồn dẫn của mày đâu, ai đã cung cấp cho nội dung này, mày có phải là chính là người đã bày trò điều đầu tiên hay là không để mà mày lại có được những cái thông tin nội dung, quen biết như thế nào với ông người Hoa và con Nga, thậm chí con Hồ Tiền. Điều đặc biệt hơn nữa đó, một chi tiết khá là quan trọng mà chị Ni vừa mới công bố, đó chính là tin nhắn của thằng Thám Tử Cao ngay cái thời điểm mà chị Ni bị bắt đó. Thì nó đã nhắn tin vào máy của chị Ni trong một suốt một khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 4 đó, thì nó đã nhắn tin rằng là chia tay rồi. Lúc đó thời điểm nó quay xe đó cô chú anh chị, thì nó không nhắn tin nữa. Nhưng mà ngay cái ngày chị Ni bị gặp nạn đó thì nó lại xuất hiện tin nhắn ngay cái lúc đó luôn. Là tất nhiên rồi, thời điểm đó Ni không có coi và không có gọi là xem được. Thưa quý vị, nó nhắn xong nó thu hồi. Mà cái chi tiết đặc biệt đó, vì biết lý do nội dung mà nó nhắn trong dòng tin nhắn của chị Ni là cái gì hay không? Nội dung thì mình không biết à, và bởi vì nó thu hồi rồi. Nhưng mà mục đích đó thì biết rất là rõ, đó chính là nó muốn check xem là chị Ni có thật sự bị bắt hay không. À, thưa quý vị, nó muốn check xem là chị Ni có bị bắt hay không. Chứ cô chú anh chị đó là tự nhiên trong một khoảng thời gian mấy đang gọi là tranh cãi với nhau đã gọi là không nhắn tin rồi, tự nhiên ngay cái ngày chị Ni bị bắt nó nhắn tin làm gì, ngay cái thời điểm đó luôn, Ni đâu có xem được. Thưa quý vị, thời điểm đó rất là nhiều người nhắn tin cho Ni, Ni còn không có xem, không có thời gian xem, không có thời gian trả lời nữa. Thì nó đã nhắn tin, sau đó nó thu hồi. Sau một khoảng thời gian nó chết, Ni không thể xem được tin nhắn đó, thì đó nó mới lên like, nó mới khẳng định là Nguyễn Thị Minh Thái bị bắt. Thì chúng ta có thể hiểu được rằng là thằng này nó chết rất là kỹ, nó kiểm tra rất là kỹ càng trước khi mà nó đưa thông tin. Cũng hay cô Cao. Nhưng mà chính những cái dòng tin nhắn, những video clip, chính là những cái nội dung mày đưa lên là những cái hồ sơ đang được nằm trên bàn đó. Thì thông tin thì hồ sơ đã nằm trên bàn làm việc rồi. Thưa quý vị, hồ sơ đã được nằm trên bàn làm việc rồi, và cũng chính những cái nội dung đó mà không thể thoát được. Mà nhắn tin mày gọi xong đó mày thu hồi, nó chết xong chị Ni đó là có bị bắt thiệt hay chưa. Thưa quý vị, còn nội dung thì nó đã thu hồi rồi, có thể rằng là có chị Ni mới biết được những cái nội dung đó là cái gì thôi. Mình nghĩ rằng khi nó thu hồi thì cũng rất là khó để mà phục hồi lại trên Zalo, chỉ có cơ quan chức năng thì người ta mới có thể làm điều đó thôi ha. Và cũng không cần là biết nội dung là cái gì nữa, nó chẳng có cái ý gì tốt đẹp đâu. Bởi vì nó nhắn tin ngay cái thời điểm nhạy cảm đó là để check xem chị Ni có xem, có trả lời được hay không. Chứ nếu như Ni mà trả lời thì nó sẽ không dám lên tung là Ni bị bắt đâu cô chú anh chị. Cho nên mấy bữa đài cô chú anh chị thấy rằng là nó nói rằng là Ni bị giữ điện thoại, bị này bị kia vân vân rồi là bị quản thúc, bị chồng đánh bầm mắt gì đó. Trời ơi trời, người ta đưa, người ta mở mắt kiến, người ta đưa gõ gàng là gọi là hai con mắt người ta bình thường, mà tụi mày nói là bị chồng quýnh bầm mắt. Có mày bị vợ út cào á, thấy không? Mày bị thiên vợ mày cào ngay mặt đúng không? Nó quào ngay cái mặt này giờ còn sể đúng không cu Cao? Trời ơi trời. Thì bây giờ câu chuyện càng ngày càng thú vị, càng hay rồi, giống như là y như là Master Quốc Sinh đó, một bộ phim đó. Một bộ phim gọi là xã hội đời thường, phim hình sự săn bắt kẻ gian. Săn bắt kẻ gian, đúng là Ni đã chơi một cái chiêu cũng khá là độc. Một khoảng thời gian dài mặc dù đã gọi là được thoát nạn, nhưng mà vẫn im hơi lặng tiếng để cho thằng này nó cua môi múa mép, là dần dần nó tiếp tục lắng sâu, nó bưới móc thông tin. Thì ngày hôm nay thì mặc dù là theo thông tin là có một công dân Việt Nam, một người Việt Nam, Nga Việt Nam là bị án treo. Nhưng mà những hình ảnh gương mặt thì chúng ta không nhìn thấy rõ, nhưng mà có lẽ rằng là cũng là chính là cái đối tượng này mà thôi. Thưa quý vị, bởi vì trên cái cổng thông tin thì mình không thấy người dân, một người nào Việt Nam hay cái lịch xét xử nào của người Việt Nam cả. Thì chúng ta thấy cái điều đầu tiên, những cái nội dung của chị Ni nói hoàn toàn đúng. Nếu như thật sự mà Ni mà có án rồi đó cô chú anh chị, thì cái cổng thông tin trên tòa án Kuala Lumpur đó thì cũng sẽ có tên. Nhưng mà đằng này thì không có tên của chị Ni. Điều đó chứng minh là lời của chị Ni nói hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Phiên tòa xét xử cũng không có. Thật chất, trên thực chất cái phiên tòa của chị Ni chỉ là một trong những cái phiên tòa thỏa thuận thôi.
Theo luật của Malaysia thì phiên tòa đó chưa phải là phiên tòa kết án, bởi vì Ni trắng án mà cô chú anh chị, Ni đâu có tội tình gì đâu. Thì chúng ta có thể hiểu được rằng là lời Ni nói hoàn toàn là chính xác và sự thật. Đã có văn bản gọi là của cơ quan chức năng của tòa xác định Ni là hoàn toàn không có tội, cho nên cái việc mà không có tên trong những cái bản án tại cổng thông tin của tòa án hoàn toàn chính xác. Không có phạm tội thì làm sao mà có câu chuyện kết án ở đây. Đúng cả nhà. Còn những cái bản án được xử cùng ngày, khác ngày thì đều có trên tất cả cổng thông tin của tòa án tại Kuala Lumpur đó cô chú anh chị. Chúng ta hoàn toàn có thể gọi là tra cứu. Nếu như mà biết tiếng Malay hoặc là tiếng Anh đó thì cô chú anh chị có thể dễ dàng tìm hiểu thôi. Trên cổng thông tin tòa án của Kuala Lumpur cũng được đăng công khai. Nha cô chú anh chị. Nên là dễ dàng tìm thôi. Trời ơi có nhiêu đó mày cũng đi tìm hiểu được đó cu cao. Mày cũng lên mà khua môi mày múa mép. Khua môi múa mép luôn nữa. Những cái hình ảnh này video clip thì cũng có nhưng mà không thể lưu lại được nha cô chú anh chị. Cho nên là chỉ có một cái tấm hình. Mà điều đặc biệt đó thì ở bên Malaysia đó người ta đa số là người ta sẽ che mặt, không để lộ diện cái gương mặt ra ngoài đâu, hoặc là không giống như phía phiên tòa của chúng ta được live stream trực tiếp vân vân. Tại gọi là công bố những cái hình ảnh trên các cơ quan báo chí không có nha. Thì những cái hình ảnh thứ nhất là của cảnh sát thì họ cũng gọi là che mặt lại hết, họ rất là ngại để mà xuất hiện các cảnh sát, bởi vì sẽ dễ bị gọi là trả thù này kia vân 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 vân. Nhiều yếu tố lắm cô chú anh chị. Cho nên ngày hôm nay đó thì mặc dù chị Ni là chưa công bố cái việc mà Ni được tuyên bố trắng án, nhưng mà theo những cái thông tin mình tìm hiểu thì đó là hoàn toàn những cái thông tin mà chị Ni nói chính xác nha cô chú chị. Và mình nghĩ rằng cũng không có cái lý do gì mà Ni phải nói dốc. Mà nếu như mà bị tuyên án mà Ni về Việt Nam Ni nói bị Ni trắng án thì vì phía cơ quan chức năng đó người ta cũng sẽ làm việc với Ni ngay thôi, thậm chí là bên Malaysia. Bởi vì cái tụi này nó nhận được hết mà. Nếu như mà Ni bị tuyên cái án cái gì đó mà là gì Ni về Việt Nam vì nói Ni bị trắng án đó, thì chắc chắn tụi nó sẽ làm đơn hoặc là tụi nó sẽ vạch mặt ra nữa, đúng không cả nhà? Tụi nó sẽ vạch ra chị Ni là nói dốc nói láo này kia nữa. Nhưng mà cô chú anh chị bây giờ chú anh chị thấy rằng tụi nó có đưa ra được cái bằng chứng gì mà chứng minh được chị Ni có án hay không? Tụi mày nói Ni nói dốc thì bây giờ tụi mày chứng minh đi. Tụi mày người Malaysia mà, tụi mày ở Malaysia mà, tụi hoàn toàn có thể dễ dàng chứng minh thôi. Tại sao tụi mày không chứng minh là Ni nói dốc, là Ni trắng án? Nếu mày nói chị Ni có án, chứng minh đi. Đó. Bây giờ chị Ni là đang chuẩn bị dịch ra tiếng Việt để cho chúng ta được rõ hơn. Thưa quý vị, nhưng mà mình tìm hiểu rồi, đó là cái thông tin hoàn toàn chính xác đó. Còn cái câu chuyện của con Nga thì hôm nay thì mình xem trên cổng thông tin đó, mình vào mình xem đó thì mình thấy rằng là có một cái nhân vật tên Nga Việt Nam, Ali Gang Tung, có nghĩa là được hưởng án treo, nhưng mà bị che mặt rồi, không biết có phải là con Nga đó hay không. Mình xem được xét xử còn lại thì vẫn chưa thấy cái nhân vật nào tên Nga. Cũng có thể là trùng tên chẳng hạn. Nhưng mà theo thông tin chị Ni nói là chị Ni đã có cái khoan nhượng tha thứ rồi, thì có lẽ là cái mức án treo cũng là một trong những cái mức án gọi là hợp lý đối với con nhỏ này. Nhà cô chú anh chị, có lẽ là nhiều người thì cảm thấy chị Ni hơi nhân nhượng quá, nhưng mà dù sao thì mình nghĩ rằng cũng có thể là Ni còn suy nghĩ đến cái yếu tố là bạn bè trước đó đã từng quen. Với lại thì bản thân chị Ni cũng không có gặp gì, không bị sao. Còn cái câu chuyện mà nó nói rằng là vào trong đó bị đánh, bị đập, bị này bị kia thì hoàn toàn không chính xác. Trong luật của Malaysia, trong cái khuôn viên cảnh sát thì đều có camera cả cô chú anh chị. Không có câu chuyện xảy ra mà đánh đập kể cả tù nhân hoặc là tù nhân với nhau. Cũng giống như bây giờ Việt Nam của chúng ta thì cũng không có câu chuyện tù cha bắt nạt tù con đâu. Rất là hiếm nha, rất là hiếm có vấn đề đó xảy ra nữa cô chú anh chị. Mà theo thông tin chị Ni nói thì bọn họ đã nhốt Ni vào với gọi là một số những cái tử tù gì đó. Thì nếu như thật sự tử tù thì sẽ không có câu chuyện đánh đập ở đây. Tụi nó tử tù thì tụi nó gọi là nếu như mà xảy ra này kia là tụi nó bị ngay lập tức luôn, có nghĩa là sớm hơn nữa. Tử tù là ngay những cái người mà chờ đợi
đưa ra đó cô chú anh chị. Còn nếu như mà quậy hoàng trong đó nữa thì đưa đi liền luôn, sớm hơn luôn chứ không phải là gì đâu. Cho nên là cái câu chuyện mà những cái thông tin của thằng cu cao này đưa toàn là những cái thông tin mà nó lượm nhặt ở đâu tụi nó biết con khỉ gì bên đó là mà báo về cho gọi là cu cao này. Nhưng mà điều cái chi tiết đặc biệt trong những cái nội dung vừa qua thì chúng ta gom góp lại thì tụi này hoàn toàn có một cái tổ chức mà có thể khả năng rất là cao, cầm đầu vẫn là cu cao. Thưa quý vị, tụi kia là giữ những cái vai trò khác nhau. Sau khi làm xong sẽ báo thông tin về cho cu cao để cu cao gọi là lên nhục mạ vu khống người khác. Nếu như mà thật sự mà cu cao không phải là đồng phạm với những đứa kia thì làm sao cu cao biết được mối quan hệ như thế nào, nội dung video clip lấy nguồn từ đâu, và ai đã cung cấp những cái nội dung này để cu cao biết rõ mồn một. Ni bị như thế này, ni bị như thế kia, dắt đi ra làm sao cho nó nói y chang như nó đang ở bên đó vậy đó cô chú anh chị. Thì tất cả những cái nội dung này ở đâu ra thì cu cao sẽ được làm việc với an ninh thôi chứ không phải là công an hay cảnh sát nha các chú anh chị. Đó là cái thông tin mà buổi tối ngày hôm nay Thành Quyền muốn cập nhật gửi đến cho tất cả cái vị tình hình của cu cao. Dữ liệu là tuần sau chúng ta sẽ đón nhận tin vui thôi cả nhà, bởi vì ngày mai là thứ bảy chủ nhật rồi. Còn nếu như mà cu cao có thể chạy marathon được thì xem như là cu cao hay gửi chú anh chị. Nhưng mà để xem rằng vợ chồng anh hai có thể giúp cu cao chạy marathon thành công lần này hay không, khi mà cu cao đang đối diện với hàng loạt chứ không phải là một hai lá đơn đâu. Thưa quý vị, mình cũng sẽ liên tục cập nhật những cái tình hình gửi đến cho quý vị xem lần này ông ngủ quên gì đó, tụi Trang Gina hay luật sư gì đó có giúp được cu cao hay không nha cô chú anh chị. Rồi, chúng ta đang sẽ tiếp tục đón chờ phim hay của Má Tư Quốc Thanh vừa mới thông báo. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.